Hai đội vẫn thi đấu với tinh thần thể thao, vẫn thi đấu máu lửa. Hai đội chúng ta sẽ có những quả thả đạn trên lưới trước khi chúng ta vào những điểm số chính của trận đấu này. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Quả thứ hai là người ra bóng trước. Nhìn dùng. Những cảnh tỉnh đầu tiên của Kim Dung. Một không cho Kim Sơn. Bóng giữa vạch. Điểm Kim Sơn 2-0. Cố lên, các cô gái của thứ hai cố lên. Như vậy là đã có điểm số đầu tiên cho các cô gái của thứ hai. Điểm 1-2. Pha đập bóng rất nhanh. Điểm Kỳ Sơn 3-1. Và đánh bóng rất tốt, mang về điểm số thứ tư. Một trận đấu gặp các cầu thủ Kỳ Sơn thì các cầu thủ bảng thứ hai đã có sự thay đổi người. Đội tuyển hai Hoàng Thị Hương và thay cho tuyển hai Điền Thị Vở. Chúng ta chờ xem trận đấu thứ hai này các cầu thủ khoảng thứ hai sẽ chơi khởi sắc hơn. Tốt lắm. Để vẫn cho cuộc. Bóng ngoài sân. Điểm 5-1. Trong đội hình của Kỳ Sơn, chúng ta có thể thấy là có một cầu thủ có thể đó là não tướng của Truyền Hơi Kỳ Sơn. Cô năm nay đã ngoài 50 tuổi, tuy nhiên thì sức khỏe và độ khéo léo vẫn còn rất tốt, vẫn thi đấu ngang ngửa với các cầu thủ có độ tuổi trẻ hơn mình. Thôi được rồi, pha bỏ ao rất tốt. Điểm khoảng thứ hai 2-5. Và như vậy là trên sân số 2 đã kết thúc. Tiếp theo ở trên sân số 2 sẽ là trận đấu giữa Quảng Cư 1 và Cao Nhân. Và sát bóng không thành công của Hoàng Thị Hương. Điểm Kỳ Sơn 6-3.
Không được rồi, ta xử lý bóng không thành công. Điểm Kỳ Sơn 7-3. Các cầu thủ Kỳ Sơn đã có một trận thắng. Các cầu thủ Kỳ Sơn đã giành thắng lợi trước các cầu thủ Kênh Giang. Còn các cầu thủ vòng thứ hai là đang có trận đấu thứ hai. Điểm Kỳ Sơn 9-3. Vâng, đến với giải đấu năm nay thì các cầu thủ vòng thứ hai với mục đích là tham gia cọ sát để học hỏi cũng như là nâng cao trình độ, cho nên các cầu thủ thì chúng ta cứ đánh thoải mái ra. Các cổ động viên của vòng thứ hai nói vui là thắng mới lạ, cái thua thì bình thường thôi, không có vấn đề gì cả. 10-3. Vâng, như vậy là trọng tài đã cho dừng trận đấu để các cầu thủ vòng thứ hai có sự hội ý. Như vậy ban huấn luyện của vòng thứ hai có sự điều chỉnh về nhân sự. Hai đội tiếp tục trở lại sân thi đấu. Bóng rất tốt, rất khó có thể phòng thủ thành công với những pha đập bóng như vừa rồi. Điểm 11-4. Vâng, bóng trong sân, điểm cho các cô gái quả thứ hai 5-12. Các cầu thủ đang tập trung vào thi đấu nhiệt tình. Không được rồi, điểm Kỳ Sơn 13-5. Như vậy là bóng đã chạm tay một cầu thủ của vòng thứ hai trước khi đi ra ngoài sân. Điểm cho các cầu thủ Kỳ Sơn, điểm 14-5. Bóng ngoài sân, điểm khoảng thứ hai 6-14. Đó đây, các cô gái áo xanh, áo xanh là mang rất nhiều hy vọng, hy vọng là các cầu thủ khoảng thứ hai đã chơi khởi sắc, chúng ta bám đuổi điểm số đi. Không được rồi, và đánh bóng lỏng tay, bóng đi vào một vị trí không có cầu thủ làm phòng thủ. Điểm 16-15-6. Kết quả không làm cái gì cả.
không thành công của Phi Dung. Điểm khoảng thứ 2, 7, 16. Và đập bóng như trái phá. Sân. Điểm Kỳ Sơn 8-18. Các cầu thủ Kỳ Sơn đã có điểm số quyết định rồi. Các cầu thủ của hai quảng thứ hai phối đây. Còn nước còn táp mà. Một điểm số thôi cũng là rất quý. Không được rồi. Đấu kết thúc với điểm số 21. Giờ Hà Nội bây giờ mới là 10 giờ 13 phút, còn rất sớm. Vâng, cơ hội để chúng ta giao lưu học hỏi, rồi là các cầu thủ chúng ta cứ vào sân đi. Đấy, thoải mái đây. Cầu thủ Bùi rất vội. Điểm số đầu tiên 1-0 cho Kỳ Sơn. Bóng không qua lưới. Điểm cho đội Quảng thứ hai 1-2. Đặt bóng tốt. Điểm cho đội Kỳ Sơn 3-1. Phòng thủ không thành công.
để Hương Kỳ Sơn 4-1. Và ta sẽ bóng trong sân để Hương Kỳ Sơn 5-1. Sơn đang sở hữu một chủ công cánh trái, bóng ngoài sân. Chủ công cánh trái của Kỳ Sơn khá kinh nghiệm, về ăn kinh nghiệm, đưa những đường bóng đập rất là ưu việt. Phòng thủ không thành công. Tiếp tục điểm số cho bên đội tuyển Kỳ Sơn 7-1. Chúng ta đang chứng kiến thi đấu giữa hai đội tuyển bóng chuyền nữ Quảng Cư 2 và đội tuyển Kỳ Sơn. Quảng Cư 2 là một đội bóng được mới thành lập. Quá tốt. Rồi là một pha bóng đập dập biên. Để Kỳ Sơn 9-1. Với những pha đập bóng của chủ công đội tuyển Kỳ Sơn, nhưng còn lại bên Quảng Cư 2 vẫn không đưa ra những đường bóng block. Thì Sơn vừa hay được, còn may tiếp tục thêm một ghi một điểm nữa, 12. Và bóng không qua lưới, đổi điểm cho đội Quảng Cư 2, 3-10. Bóng nữ Quảng Cư 2 cần một tâm lý đánh bóng thoải mái hơn. Điểm tiếp theo cho đội tuyển Quảng Cư 2, 4-10. Phòng thủ thành công. Liên tiếp những cú đập của đội tuyển Kỳ Sơn. Và bóng phá dài dòng. Vâng, kết thúc là điểm số cho đội tuyển Mỹ Quảng Cư 2. Đội Quảng Cư 2 lên thì đội bóng thoải mái hơn nữa. Bóng thì tốt. Có cố gắng tuy nhiên không thành công. Điểm của đội tuyển Kỳ Sơn 11-5. Hãy
Điểm tiếp theo dành cho đội tuyển Kỳ Sơn 12-5. Phòng thủ không thành công. Đủ đánh không tốt. Bóng ngoài sân. Điểm tiếp theo cho đội tuyển Kỳ Sơn 15-5. Còn cây trượt bây giờ hiện tại là 10 quả. Phòng thủ không thành công. Vâng. Đội tuyển cảnh thứ hai có sự thay đổi nhiều. May quay. Với tâm thế đến một đội bóng non trẻ mới thành lập thì đội cảnh thứ hai cần phải có những trận bóng giao lưu như thế này để quan sát nâng cao kinh nghiệm. Kỳ Sơn là một đội bóng có vẻ dày thành tích, có nhiều kinh nghiệm, có những nhiều cầu thủ đồng đều với chất lượng. Thêm một quả bóng dọc biên. Điểm số của đội tuyển Kỳ Sơn 17-6. Rồi chạm biến của phòng thứ hai. Để bóng nữ thì xem tiến tới điểm số 18. Chỉ còn 3 điểm nữa thì sân kết thúc với hiệp đấu thứ hai toàn thắng. Vâng, chúng ta đã mất thêm một điểm nữa. Điểm của Hiền Thị Sơn 19-6. Điểm tiếp theo cho đội thứ hai. Không hiểu có được gì xảy ra nhưng mà ngoài sân khá nhiều vận động viên, vận động viên quá khích. Một trận đấu căng thẳng này trong khi tập trung và tập sự thái độ thi đấu nghiêm túc. Điểm tiếp theo cho đội tuyển thứ hai 8-19. Chúng ta đang chứng kiến một trận đấu có sự chênh lệch về nhau, về đẳng cấp, về kinh nghiệm, về thái độ thi đấu. Phát đi bóng ngoài sân. Ở số 9-20. Với thời điểm hiện tại, thời gian hiện tại, tất cả cầu thủ đang rất là cố gắng để hoàn thành nút vào đấu.